mua lọc nước cao cấp Daikin Ocean, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn daiviet.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất. Kính thưa bạn đọc báo Tuổi Trẻ, hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 11, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt cho những người thực hiện bản tin 30 giây nóng, Đoàn Vũ xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, luôn đủ tâm trí lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người. Còn ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Người thầy đặc biệt dạy bóng đá miễn phí cho hàng trăm trẻ em. Khởi tố 7 bị can trong vụ mẹ ruột thuê người bắt cóc con gái dẫn đến án mạng. Người đi đường bắt nóng thanh niên nghiện ma túy có hung khí cướp giật túi sách của cô giáo đi dự lễ 20 tháng 11. Truy đuổi tài xế xe ben liên tục lạng lách, đánh võng, húc xe cảnh sát giao thông để bỏ trốn. Mở tiệm thuốc online, Amazon gây cơn chấn động ngành dược phẩm toàn cầu. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 20 tháng 11. Đây là những hình ảnh khiến người đi đường không khỏi bức xúc. Tài xế xe ben có dấu hiệu vi phạm giao thông khi bị lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe kiểm tra đã không chấp hành mà lạng lách đánh võng, tăng tốc bỏ chạy hàng trăm mét trên quốc lộ, thậm chí còn hút vào xe cảnh sát giao thông. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay tại khu vực gần ngã tư Vũng Tàu thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dù lúc này trên đường khá đông xe, nhưng tài xế xe ben vẫn lạng lách vượt lên, cố tình bỏ chạy bất chấp nguy hiểm. Mãi đến khi bị truy đuổi đến cuối cầu vượt Tân Vạn, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng mới khống chế được tài xế và phụ xe đưa về trụ sở để xử lý. Còn tại Kon Tum, sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tiến hành xử lý xe khách biển số tỉnh Đắk Lắk có thiết kế 44 chỗ nhưng chở tới 92 người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 19 tháng 11, tổ công tác trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, khu vực đèo Lò Xo, huyện Đắk Cờ Lê, thì phát hiện xe khách do tài xế Phan Đức Phương điều khiển chở quá số người quy định. Kiểm đếm tại chỗ, cảnh sát giao thông phát hiện xe khách nhồi nhét tới 92 hành khách, trong khi theo thiết kế, loại xe chỉ có 44 giường nằm. Các hành khách trên xe được xếp nằm kín cả lối đi giữa xe. Thậm chí, giường tầng bên dưới, hành khách không có chỗ nằm mà phải ngồi chen chúc với nhau. Liên quan đến vụ bắt cóc nữ chủ quán cà phê ở Vĩnh Long dẫn đến án mạng mà 30 giây nóng đã đưa tin, thì đến trưa nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 7 bị can, trong đó có mẹ ruột của người bị bắt cóc, được xem là chủ mưu. Trong số này, 6 bị can bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật gồm Võ Thị Kim Chi, 57 tuổi, tạm trú tại Bà Rịa, Vũng Tàu, là mẹ ruột của nữ chủ quán bị bắt cóc, Nguyễn Thanh Nhật, 21 tuổi, em ruột chủ quán, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dũng, cùng 29 tuổi, ngụ Bà Rịa, Vũng Tàu, và Dương Vĩnh Tiến, 35 tuổi, ngụ Đồng Nai. Ngoài bị can Nhật được cho tại ngoại để chăm sóc con nhỏ, 5 người còn lại đã bị bắt tạm giam. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam Trần Ngoại Giao, 30 tuổi, ngụ Vĩnh Long, là chồng của chủ quán, để điều tra hành vi giết người. Bước đầu, công an xác định do mâu thuẫn chuyện gia đình và tiền bạc nên bà Chi chủ mưu thuê và tạm ứng trước 10 triệu đồng để nhóm người trên đi ô tô từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt cóc con gái ruột 29 tuổi là chủ quán cà phê. Bị can Nhật có nhiệm vụ đi theo dẫn đường và chỉ điểm để nhóm người trên thực hiện bắt cóc. Còn bị can Trần Ngoại Giao vì xông vào cứu vợ, xô xát với nhóm người bắt cóc là một người chết, hai người bị thương. Hôm qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn từ biên giới Campuchia vào Việt Nam. Nghi phạm bị bắt là Trịnh Hoàng Khang, 26 tuổi, quê huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Đáng chú ý, trên ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh mà Khang điều khiển còn gắn logo nhằm giả là xe của Đài truyền hình Việt Nam để qua mặt lực lượng chức năng. Khi bị công an phát hiện, Khang không chịu dừng xe để kiểm tra mà hung hãn bỏ trốn. Chỉ sau khi tông một xe máy đi cùng chiều, chiếc xe này mới chịu dừng lại. Qua khám xét, công an thu giữ số lượng ma túy lên tới 17kg được ngụy trang trong các gói màu xanh giống như gói trà. Khang khai vận chuyển thuê cho một người từ Campuchia về Việt Nam. Hiện công an đang mở rộng truy xét những người liên quan. Đầu giờ chiều nay, khi cán bộ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tới trụ sở làm việc, thì phát hiện anh Ngô Đức Công, 38 tuổi, cán bộ văn phòng đảng ủy phường, nằm ở khu vực trước sân trụ sở của phường. Lúc này, cán bộ phường gọi nhân viên y tế cùng mọi người đến để chở anh Công đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Trong buổi chiều nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.
Thông tin ban đầu, nhiều khả năng anh Công đã leo lên sảnh trên cùng của trụ sở phường rồi nhảy xuống sân tự tử. Được biết, nạn nhân làm việc tại văn phòng đảng ủy phường Tân Lợi từ năm 2015. Trong khi đó, nhiều người dân khi đi qua cầu Long Biên, Hà Nội cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến một vụ nhảy cầu tự tử. Vào khoảng 12 giờ trưa, một đôi nam nữ đi xe máy tay ga đến khu vực giữa cầu Long Biên thì xảy ra cãi vã. Lúc này, nam thanh niên bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, thi thể nam thanh niên nhảy cầu được tìm thấy cách cầu Long Biên không xa về phía hạ lưu. Chương trình tiếp tục với một thông tin về an ninh trật tự. Sáng nay, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Võ Chí Dũng, 28 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là nghi phạm vừa ra tay cướp giật túi xách của một cô giáo thì bị người đi đường đuổi theo bắt lại. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, nghi phạm Võ Chí Dũng đi xe máy đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tiền Giang uống thuốc methadone cai nghiện ma túy. Khi đến đường Lý Thường Kiệt, thành phố Mỹ Tho, thì Dũng gặp một phụ nữ chạy xe máy cùng chiều phía trước nên áp sát và giật chiếc túi xách trên xe của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Chứng kiến vụ việc, một nam thanh niên đi đường liền đuổi theo kẻ gian. Đến đường Trần Hưng Đạo thuộc phường 4 thì người này bắt kịp và ép xe nghi phạm ngã ra đường. Mặc dù kẻ gian rút dao định tấn công nhưng đã bị khống chế cùng tang vật vừa cướp được. Kiểm tra bên trong túi xách của nạn nhân có điện thoại di động cùng một số tư trang cá nhân. Được biết, nạn nhân đang trên đường đến trường dự lễ Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì bị cướp. Cũng tại Vĩnh Long, chiều nay, Công an thành phố Vĩnh Long cho biết đang tiến hành xác minh, mời làm việc và củng cố hồ sơ để xử lý 8 đối tượng từ 16 đến 18 tuổi ngang nhiên xông vào đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản trong hai quán ăn tại phường 3 thành phố Vĩnh Long. Trước đó, trong đêm 17 tháng 11, 8 thanh niên trên cùng đi trên 4 xe máy đến hai quán ăn nằm gần nhau trên đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long, rồi xông vào đập phá, làm hư hỏng nhiều bàn ghế trong quán, rồi lên xe bỏ đi. Từ cậu bé khuyết tật do sinh non, anh Bùi Vĩnh Gia, 38 tuổi, ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã không ngừng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để trở thành người dạy bóng đá, đồng thời sáng lập câu lạc bộ mang tên The Dream ở quê anh để tạo sân chơi miễn phí lành mạnh cho hàng trăm trẻ em. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, bản tin 30 giây nóng trân trọng gửi đến bạn đọc báo Tuổi Trẻ câu chuyện thật đẹp của thầy giáo này. Tuổi thơ của anh Gia là chuỗi ngày mặc cảm vì không thể tự mình đi trên đôi chân quá yếu do di chứng sinh thiếu tháng. Chính niềm đam mê với trái bóng tròn đã giúp chân tay anh dần trở nên nhanh hơn, vững hơn. Mình muốn là những người mà có hoàn cảnh như mình hãy sống tích cực lên và biết cố gắng để không có ích cho bản thân và gia đình và mới đến xã hội. Thì lúc đó mọi người sẽ phát triển, nhìn vô đó mọi người sẽ thấy được cái năng lượng sống của mình, là người ta tự thấy là tại sao mình đầy đủ chân tay, đầy đủ sức khỏe mà lại là không làm được, mà mọi người làm như vậy là được, thì họ sẽ sống tốt cho xã hội, sống tốt cho bản thân họ hơn. Thì em cũng mong là những người giống như em sẽ vượt qua cái hoàn cảnh của mình, muốn chiến thắng được mọi người thì trước tiên phải chiến thắng bản thân mình. Năm 2008, anh Gia tụ hợp được hơn 10 trẻ em trong xã và bắt đầu dạy đá bóng cho các em, với điều kiện phải từ bỏ game và phải lễ phép. Tiếng lành đồn xa không chỉ ở huyện Xuyên Mộc mà phụ huynh ở Đồng Nai, Tây Ninh cũng đưa con tới sân chơi của anh Gia. Đến năm 2018, The Dream chính thức được công nhận là câu lạc bộ bóng đá cộng đồng. Điều đặc biệt là lớp học đá bóng của anh Gia đều miễn phí, chi phí trang trải do một tay anh tự xoay sở. Hiện câu lạc bộ có khoảng 500 em tuổi từ 7 đến 17 đang theo học. Ngoài trung tâm đào tạo chính ở xã Hòa Hưng, anh còn mở thêm nhiều cơ sở đào tạo bóng đá ở các địa phương huyện Xuyên Mộc. Những năm qua, đội bóng U13 và U15 của The Dream đã giành nhiều giải cao tại giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng các câu lạc bộ toàn quốc. Chương trình xin tiếp tục với những tin tức thế giới đáng chú ý. Sau khi tung ra dòng thuốc không kê đơn của riêng mình vào năm 2019, Amazon cuối cùng đã ra mắt Amazon Pharmacy, tức là dịch vụ đặt và vận chuyển thuốc theo đơn trên nền tảng trực tuyến và di động.
Sự kiện này đã gây chấn động ngành dược phẩm toàn cầu, bởi từ lâu, đối với nhiều quốc gia thì thuốc tân dược được xem là mặt hàng đặc biệt, muốn kinh doanh phải có điều kiện. Ngoài việc mua thuốc trực tuyến, người dùng còn được cung cấp các công cụ trợ giúp tự phục vụ trên cổng thông tin của Amazon và họ cũng có tùy chọn nói chuyện với các dược sĩ qua điện thoại để được tư vấn. Các dược sĩ thân thiện và am hiểu luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi về thuốc bất cứ thời điểm nào trong ngày và thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật ở mức cao nhất. Mặc dù hiện tại, cửa hàng thuốc trực tuyến của Amazon chỉ mới ra mắt tại Mỹ, nhưng đây được xem là một cơ hội toàn cầu, bởi dịch vụ này được dự đoán sẽ đạt doanh thu 131 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 trên toàn thế giới. Một thông tin đáng chú ý liên quan cuộc bầu cử ở Mỹ. Tại cuộc họp báo ở Washington sáng nay theo giờ Việt Nam, luật sư Rudy Giuliani của ông Trump tiếp tục tung ra các cáo buộc gian lận bầu cử. Một bản đồ có in dòng chữ, nhiều con đường dẫn tới chiến thắng cũng được đặt phía trước khu vực họp báo. Bản đồ này tô đỏ, tức Trump thắng, các bang chiến trường gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona và Nevada, những bang mà ông Biden đang dẫn trước. Luật sư này cũng tuyên bố sẽ có thêm nhiều đơn kiện ở Arizona, New Mexico và nhiều bang khác. Khuôn mặt đẫm mồ hôi vì luật sư 76 tuổi liên tục tung ra các cáo buộc gian lận bầu cử trong bài phát biểu dài hơn 40 phút, nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết. Cũng tại Mỹ, hôm nay, thống đốc tiểu bang California, Mỹ cho hay sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm đối với mọi hoạt động tụ tập trong nhà và các hoạt động không thiết yếu bên ngoài để kiểm soát COVID-19 bùng phát. Lệnh giới nghiêm này sẽ được áp dụng tại 41 quận, tương đương 94% dân số bang. Người dân sẽ không được ra khỏi nhà từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ tối ngày 21 tháng 11 và chấm dứt vào ngày 21 tháng 12. Trước đó, Tổng thống Mỹ đắc cử do truyền thông công nhận Joe Biden đã nhóm họp từ xa với 10 thống đốc bang ở cả hai đảng, thảo luận về việc áp dụng quy định đeo khẩu trang toàn quốc. Ông Biden cũng nhắc lại rằng ông không có kế hoạch phong tỏa toàn quốc. Cuối bản tin hôm nay gửi đến quý vị những hình ảnh ấn tượng về việc giải cứu một con voi trưởng thành từ dưới giếng sâu tại Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào hôm qua khi dân làng ở Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ phát hiện một con voi rơi xuống giếng sâu hơn 18 mét trong làng. Chiến dịch giải cứu nhanh chóng được tiến hành. Với sự tham gia của lực lượng kiểm lâm và một chiếc xe cần cẩu, người ta đã tìm cách trấn an con voi rồi buộc dây vào chân và mình của nó để dùng cần cẩu kéo lên. Sau gần 15 giờ vật lộn với con vật trưởng thành nặng hàng tấn, cuối cùng voi cũng được đưa lên khỏi giếng. Sau khi chăm sóc sức khỏe và cho ăn, con voi được thả trở về rừng. Đây là bản tin dự báo thời tiết của báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết ba miền đêm 20 tháng 11 và ngày 21 tháng 11. Ở các tỉnh phía Bắc, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 18 đến 31 độ C. Ở các khu vực miền Trung, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 19 đến 32 độ C. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn hai thông tin đáng lưu ý. Thông tin đầu tiên là về xu thế thời tiết trong 10 ngày tới ở cả ba miền. Theo đó, từ nay đến ngày 31 tháng 11, ở các tỉnh phía Bắc thường xuyên có sương mù nhẹ. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11, có mưa rào rải rác và trời rét. Những ngày còn lại ít mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Thời tiết này rất thích hợp cho các bạn yêu du lịch đến các tỉnh Tây Bắc ngắm hoa cải trắng, cải vàng và các tỉnh Đông Bắc ngắm hoa tam giác mạch, tận hưởng những ngày trời đẹp cùng không khí se lạnh cuối thu đầu đông. Ở các tỉnh miền Trung, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11, có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sau ngày 26 tháng 11, mưa có xu hướng giảm xuống diện rải rác, trời bắt đầu lạnh dần vào những ngày cuối tháng 11.
Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đang vào những ngày cuối mùa mưa. Từ nay đến cuối tháng vào ban đêm hay có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các ngày từ 20 đến 22 tháng 11 và 28 đến 29 tháng 11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, thành phố Đà Lạt và các huyện ở độ cao từ 1.000m so với mực nước biển vừa bước vào thời tiết nắng hanh khô. Hoa giả quỳ đang nở vàng khắp các con đường sườn dốc. Mùa hoa giả quỳ ở Đà Lạt thường chỉ kéo dài trong khoảng 1 tháng, nên bạn nào yêu thích không khí cao nguyên mùa giả quỳ nở thì hãy tranh thủ ghé thăm Đà Lạt và các huyện lân cận trong dịp này các bạn nhé. Cuối cùng, như thường lệ, là cảnh báo về chỉ số tia UV cực đại. Hiện tại, chỉ số tia UV cực đại ở các khu vực Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Trường Sa vẫn tiếp tục ở nguy cơ gây hại rất cao. Ở mức nguy cơ này, người dân được khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài vào buổi trưa. Nếu có ra ngoài thì các bạn nhớ che chắn cẩn thận. Tốt nhất là nên có bôi kem chống nắng, đeo kính râm, mặc áo khoác và đội mũ để tránh những tác hại của tia cực tím. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Cao cấp Daiki Ocean mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Daiki Ocean mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Daiki Ocean mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn đại việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất.